Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 200 tóc cần có thương hiệu là CRX nha bạn. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video và tự động bấm start chatbot. Dự án này game nó làm gì cũng MT nữa các bạn. Sorry, sau khi bạn bấm start xong các bạn bấm nút chat nha các bạn. Sau khi bấm nút chat xong thì nhiệm vụ đầu tiên bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi xin chia bắt đáp lên. Hello từ Twitter và Reddit. Xin từ Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like. Các bạn chỉ dành như từ Twitter tăng dài các bạn bên giao các bạn. Giờ này khá là ngon hả. Rồi bạn từ Twitter lên. Cái gì từ Twitter đây. Rồi sau khi bạn tự quyết lên xong thì các bạn bấm vào không lách nè, continue chứ tổng ai rớt nó có 20 triệu tốc căng nè các bạn. Rồi nếu khi mình join tiếp những tất cả kênh này nè, mình đã join rồi, rồi tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nha các bạn. Và các bạn chơi. Rồi xuống đây các bạn like nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn nè các bạn. Rồi bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi click here like và tweet tăng 3 người bạn. Mình đã làm rồi các bạn. Like. Share. Facebook. Click here Facebook nè. Rồi, nếu kêu mình chia sẻ, mình đã chia sẻ rồi các bạn. Rồi, các bạn bấm submit đi tên. Rồi, các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn nhấp vào ba gánh cùng, nhấp vào setting. Copy username mình là cộng anh 4 số 3. Cộng anh 1, 2, 3, 4 số 3. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng winvnnh9 bot. Bot lót chậm quá. Tiếp tục submit link retweet thì bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nè. Rồi các bạn mở Twitter tất cả các bạn ra like nè. Nhấp ảnh avatar của mình để mua hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Tiếp tục submit sale link, kêu gỡ link Facebook mình chia sẻ mà sao mình gỡ được. Thì mình gỡ cái link Facebook mình luôn nghe các bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook nè. Ác thiệt tình. Hôm nay nó kêu mình gửi submit sao link Facebook, một Facebook sao mình chia sẻ được. Nên các bạn sao chép cái đường link liên kết cá nhân mình gửi cho nó luôn các bạn. Được không được thì thôi chứ biết sao giờ, chứ link Facebook sao mà các bạn. Thì trên Facebook các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái cùng nè. Các bạn sao chép link liên kết của mình luôn đi. Gửi cho nó nè. Không được thì thôi. Tiếp tục con gọi địa chỉ với bên bia xem anh xem bet 20 trên YouTube của Lát cho mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép lên nè, mình gọi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn bấm balance sheet để check số cần mình kiếm được nè. Ok, bạn đã nhận được 200 tốc cần CRX nè. Bạn gì đánh ghép mình sẽ trong về những cái thằng để kiếm tốc cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo thôi nhé.